Chào đón quý vị và các bạn đến với bản tin mới nhất trên kênh tin tức. Trong 24 giờ qua đã diễn ra những sự kiện nóng hổi như thế nào, tình hình trong nước và quốc tế ra sao. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng điểm qua những tin chính có trong ngày hôm nay. Phát xúc với nguồn thu khủng từ danh hiệu Hoa hậu, 30 phút kiếm triệu đô, nhà nhà bỏ học đi thi, mỗi năm tăng 120 hoa hậu, trung ương nóng mặt hơn cả nữ đại biểu quốc hội. Thưa quý vị, tình trạng loạn cuộc thi sắc đẹp bồi thường hoa hậu thi hoa hậu ồ ạt vốn không phải là chủ đề mới nhưng thời gian gần đây lại nóng lên vì những vấn đề liên quan không dừng lại ở tranh cãi vì số lượng quá nhiều câu chuyện thi hoa hậu tại việt nam còn lùm xùm bởi vấn đề bản quyền giữa các đơn vị tổ chức nhiều người hỏi rằng tại sao lại có quá nhiều cuộc thi hoa hậu ở việt nam liệu hoa hậu có nên được phổ cập đến từng xã từng thôn với mục tiêu mỗi gia đình một người đẹp mỗi làng xóm một hoa hậu hay không Đầu tiên, dư luận sẽ ngỡ ngàng đến ngã ngửa khi biết rằng Việt Nam có tới trên dưới 40 cuộc thi Hoa hậu và các cuộc thi người đẹp. Tính trung bình, nếu mỗi cuộc thi có một Hoa hậu, hai Á hậu, tức là ba người, thế thì 40 cuộc thi sẽ có 120 Hoa hậu và Á hậu. Số lượng Hoa hậu và Á hậu được sinh ra mỗi năm còn nhiều hơn cả tổng số nữ đại biểu quốc hội của Việt Nam. Đó là chưa kể còn có những danh hiệu như người đẹp top 5, top 10 trong cuộc thi sắc đẹp. Thì Hoa hậu, tính ra thì phải lên đến cả nghìn người, còn đọc tên các cuộc thi hoa hậu có lẽ sẽ làm chúng ta mỏi mồm khăn cổ tăng huyết áp ví dụ như các cuộc thi hoa hậu được tổ chức trong thời gian gần đây hoa hậu việt nam hoa hậu hoàn vũ việt nam hoa hậu thế giới việt nam hoa hậu hòa bình việt nam hoa hậu các dân tộc việt nam hoa hậu áo dài việt nam hoa hậu thể thao việt nam hoa hậu biển việt nam hoa hậu môi trường việt nam hoa hậu hoàn cầu việt nam hoa hậu quý bà việt nam vân vân không biết đến bao giờ thì sẽ có cuộc thi hoa hậu các cụ già việt nam có thể các bạn không để ý một trong những cái tên nổi tiếng nhất trong giới tổ chức các cuộc thi hoa hậu đó là công ty sen vàng của bà phạm kim dung chính là công ty đã tổ chức cuộc thi hoa hậu mà có hoa hậu ý nhi đang là tâm điểm bị cả cộng đồng mạng chỉ trích cuối năm ngoái công ty sen vàng lại mở thêm một cuộc thi hoa hậu nữa và họ đặt tên cho nó là hoa hậu quốc gia việt nam vừa có cuộc thi hoa hậu việt nam rồi lại đòi tổ chức thêm cuộc thi hoa hậu quốc gia việt nam thế thì chắc vài năm tới sẽ có thêm cuộc thi hoa hậu đất nước việt nam Hoa hậu Tổ quốc Việt Nam, thậm chí Hoa hậu Đồng Lào cũng nên và ngày càng có nhiều hơn các cuộc thi Hoa hậu được đề ra. Theo thông tin trên báo Lao động, các cuộc thi Hoa hậu ở Việt Nam nhiều đến mức có vài cuộc thi không tìm được đủ thí sinh phải hoãn lại sang năm để gom cho đủ thí sinh. Vậy thì chúng ta thấy là Việt Nam có quá nhiều cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu. Thế nhưng, điều gì khiến các nhà tổ chức lại nhiệt tình đến như vậy? Phải chăng họ muốn phổ cập Hoa hậu như phổ cập giáo dục mầm non? Thì câu trả lời chính là lợi nhuận. Chính xác là lợi nhuận rất là khủng. Vậy thì nhiều bạn sẽ thắc mắc lợi nhuận ở đâu? Câu trả lời là rất nhiều, thứ nhất là quảng cáo hay tài trợ. Như các bạn biết, bất cứ chương trình nào được người xem, bất cứ ai nổi tiếng, bất cứ nội dung nào cuốn hút thì đều có thể kiếm tiền từ quảng cáo hoặc mời các nhà tài trợ. Đây là cách làm hai bên cùng có lợi, nhà sản xuất có thêm doanh thu, còn nhà tài trợ có cơ hội để quảng bá sản phẩm và thương hiệu của họ. Các cuộc thi Hoa hậu vốn là một trong những chủ đề rất được quan tâm đặc biệt là khi nhu cầu làm đẹp ở Việt Nam đang rất phát triển. Các cô gái không ngại chi tiền trăm, tiền tỷ để làm đẹp cho bản thân thì cơ hội để các nhà tài trợ có liên quan đến bảng làm đẹp quảng bá thương hiệu là điều quá hợp lý. Nơi tổ chức cuộc thi hoa hậu thì sẽ có nhiều nhà tài trợ gương ứng mà tài trợ cho một cuộc thi sắc đẹp thì không hề rẻ, một cách quảng cáo của một cô hoa hậu ít cũng cả trăm triệu, còn một cuộc thi như vậy thì hàng tỷ đến hàng chục tỷ. Chẳng hạn như cuộc thi hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2022 có tới khoảng 50 nhà tài trợ, thực sự là quá nhiều trung bình mỗi đơn vị 2 tỷ, 50 đơn vị là 100 tỷ. Trừ chi phí tổ chức giải thưởng các thứ thì ban tổ chức thu về tiền chục tỷ là hoàn toàn bình thường. Thứ hai là sau mỗi cuộc thi, các đơn vị tổ chức lại có thêm nhiều hợp đồng nhờ việc tên tuổi của họ nổi tiếng. Sau mỗi cuộc thi, họ được biết đến nhiều hơn, được thuê tổ chức nhiều sự kiện, nhiều chương trình lớn và từ đây cũng giúp họ kiếm được nhiều tiền. Thứ ba là họ có trong tay danh sách các chân tài người mẫu nổi tiếng và các bạn thì đã biết rồi, làm cái gì mà có nhận sắc cũng dễ hơn đôi chút thậm chí các hoa hậu người đẹp thì nó lại ở tầm cao khác nắm trong tay những đôi chân vàng này thì không thiếu gì cách để kiếm tiền hầu hết các doanh nghiệp mỹ phẩm trang sức thời trang phẫu thuật thẩm mỹ đều cần thuê các hoa hậu làm quảng cáo thậm chí đại diện thương hiệu tất nhiên là không phải trận giải nào cũng thuộc quản lý của các công ty tổ chức nhưng không có ai tham gia cuộc thi mà họ không có thông tin mà thời buổi kinh doanh hiện nay chỉ cần có data khách hàng thôi là một thành công lớn rồi hay thậm chí là một số cô người mẫu kiêm diễn viên đã quá tuổi bỗng đột nhiên mất tích vài ngày rồi trở về với trước vương viện của một cuộc thi nào đó bên trời Tây đã không còn là chuyện lạ nữa. Nói tóm lại, thì xem như thi Hoa hậu cũng là một hình thức tổ chức cuộc thi khác, giống như thi nhảy, thi bóng truyền, thi hát, thi diễn hài. Theo quy luật của thị trường thì cái gì mang lại lợi nhuận lớn thì người ta sẽ làm nhiều. Thế nên, thi Hoa hậu ngày càng bùng nổ là vì có lý do của nó. Cảm động, bố ruột Hoa hậu ý nhi cầu xin bản án khoan hồng cho con gái rượu. Lóa mắt khối gia sản trốn thôn quê, khiến lãnh đạo Bình Định gật đầu liên địa. Thưa quý vị, quá bất ngờ và sửng sốt sau hàng loạt ồn ào về phát ngôn của Hoa hậu Ý Nhi đã khiến dư luận cả nước không khỏi bàng hoàng và lắc đầu ngao ngán. Cả gan tự nhận, xếp bản thân ngang hàng với vua Quang Trung thì quả thực có ai có thể chấp nhận. Đồng ý là cuộc thi sắc đẹp, không cần yêu cầu quá cao về trình độ kiến thức, nhưng không có nghĩa là bỏ ngoài tai tư cách đạo đức truyền thống và văn hóa hàng nghìn năm của đất nhà. Nhiều người cho rằng cuộc thi Hoa hậu chỉ là trò chơi của giới người giàu của những người có tiền. Bởi lẽ, nét đẹp thuần khiết đã bắt đầu có tình trạng xuống cấp nghiêm trọng sau những cuộc thi nhàn nhã như thế này, dẫn đến chất lượng cuộc thi và đội ngũ quản lý ngày càng lỏng lẻo, cho nên số phận lênh đênh của các nàng hậu chính là hệ quả tất yếu sau những tổ chức kinh doanh bằng sự nổi tiếng này. Bởi một khi đã đặt một chân vào sàn cát thì rất khó có thể mà rút ra được. Hào quang, danh tiếng và ma lực của đồng tiền có thể dẫn đến sự xuống cấp trong suy nghĩ và tiêu duy họ ngày càng coi nhẹ giá trị đạo đức và truyền thống để chạy mãi theo danh vọng và vật chất, để rồi lỡ miệng, nói năng lung tung, vài câu đã vô tình thổi bay cả cơ nghiệp, nỗ lực phấn đấu cả đời. Liệu đảng hậu ý nhi có vượt qua khỏi vòng xoáy hào quang và diện tiếp vở kịch người tử tế được nữa hay không? Cùng làm rõ ngay thôi nào! Mới đây, ông Nguyên bố hào ý Nhi khóc thỉnh câu khán giả cả nước cho con gái ông cơ hội sửa sai sau loạt phát ngôn gây tranh cãi. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên tối mùng 4 tháng 8, Ông Huỳnh Tấn Nguyên, 51 tuổi, bố ý nhi, nhiều lần khóc khi nhắc đến con gái. Ông cho biết mình và vợ ly hôn được 2 năm, một mình sống cảnh gà trống nuôi ba con gái ăn học. Trong nhà ý nhi là chị gái lớn, có một em gái 18 tuổi, đang học đại học năm nhất ngành kinh tế tại Hà Nội, và em gái út 10 tuổi, hiện sống ở quê cùng bố. Theo ông Nguyên, ý nhi ở nhà hoan hiền, nên khi con gái liên tiếp gặp rắc rối liên quan đến phát ngôn, hình ảnh sau đăng quang, ông không biết nói thế nào nhi sinh ra lớn lên ở quê ít tiếp xúc truyền thông nên người ăn tiếng nói chưa trọn vẹn ở nhà con ngoan hiền lên thành phố hồ chí minh học nhi ở cùng cô ruột ngoài giờ học nhi đi làm thêm dành tiền để mua đồ cho em có lẽ nhi còn giải chưa biết gì ngoài đời nên mới trả lời phỏng vấn như vậy tôi chỉ muốn nói rằng mong bà con cả nước hãy cho nhi cơ hội sửa sai tôi xin được cảm ơn và cúi đầu nhận lỗi ông nguyên nói Ông Nguyên cho biết chỉ kịp gặp chụp hình cùng ý nhi sau chung kết Miss World Việt Nam hôm 22 tháng 7. Đến nay vẫn chưa gặp lại con gái. Những ngày qua vì lo lắng cho con, ông không ăn được nên cầm hơi bằng mấy bịch sữa, thường xuyên thức đến 2-3 giờ sáng. Ông được bà con hàng xóm giới động viên cố gắng vượt qua giai đoạn này. Lúc con đang quang tôi mừng, mà giờ như vậy tôi buồn lắm. Xem video hậu trường con khóc, nhiều đêm tôi chảy nước mắt. Nhi biết tôi buồn nên nhắn tin động viên bố và các em giữ gìn sức khỏe. Ông tâm sự. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Hôm Ai Ai tháng 7, ông Nguyên nói mình xúc động, tự hào khi con gái giành danh hiệu Hoa hậu. Theo ông Nguyên, con gái lớn năng nổ, chăm học từ nhỏ nên luôn là tấm gương cho các em noi theo. Trong mắt ông Nhi cá tính, quyết liệt, luôn nỗ lực hết mình và làm gì cũng phấn đấu cao độ. Ông Nguyên phủ nhận con gái sinh ra trong gia đình trầm anh thế phiện. Nhi không phải là tiểu thương ngậm tia vàng, con tôi có cuộc sống bình thường như bao cô gái trẻ khác. Bản thân tôi cũng chỉ làm xây dựng ở quê, ông nói bố hoa hậu cho biết hai năm gần đây ý nhi mới bộc lộ mong muốn thi hoa hậu từ khi lên sài gòn học và trải nghiệm công việc người mẫu ảnh, nhi có thêm thu nhập được nhiều người biết đến sau đó cô dành thêm danh hiệu á cô duyên dáng sinh viên bình định khi con thi miss world việt nam theo ông nguyên gia đình chỉ ủng hộ tinh thần vì cô nói hầu hết chi phí được bàn tổ chức hỗ trợ ông tin với bản lĩnh sự mạnh mẽ con gái sẽ tuân thủ tốt lịch trình sau đăng quang tiếp bước các hoa hậu đàn trị cống hiến cho xã hội